Thưa quý vị, từ ngày hôm nay thì người dân ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ được đi tuyến buýt trên sông, tuyến buýt sông số 1 có lộ trình từ bến Bạch Đằng của quận Nhất đến phường Linh Trung của quận Thủ Đức. Để khuyến khích người dân tham gia loại hình giao thông mới này thì chủ đầu tư sẽ miễn phí cho người đi trong 10 ngày đầu. Sau thời gian này thì giá vé là 15.000 đồng một lượt đi. Tuyến buýt sông số 1 có lộ trình từ bến Bạch Đằng ở quận Nhất đến phường Linh Trung của quận Thủ Đức. Tàu đón và trả khách tại 5 bến là bến Bạch Đằng quận Nhất, bến Bình An quận 2, bến Thanh Đa quận Thủ Đức, bến Hiệp Bình Chánh của quận Thủ Đức và bến Linh Đông cũng của Thủ Đức. Mỗi ngày thì tuyến buýt sông này sẽ có 6 chuyến, thời gian đi toàn tuyến là 36 phút. Chuyến sớm nhất trong ngày xuất phát từ bến Linh Đông vào lúc 6 giờ 30 phút, còn chuyến sớm nhất đi từ bến Bạch Đằng là lúc 7 giờ 30 phút.